Với giá lúa gạo tăng mạnh liên tục trong khi con tôm thì cứ duy trì mức giá quá thấp trong một thời gian dài. Theo ghi nhận trên báo Tuổi trẻ, nhiều nông dân ven biển tại đồng bằng sông Cửu Long đã đua nhau bỏ nuôi tôm để chuyển sang trồng lúa, khiến cho diện tích lúa tăng mạnh trong khi đó không ít doanh nghiệp xuất khẩu gạo lên tiếng cảnh báo tình trạng ký hợp đồng bán gạo non tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu giá lúa trong vụ Đông Xuân không những không giảm như dự báo mà thậm chí tiếp tục tăng thì các hợp đồng bán gạo non chắc chắn sẽ bị thua lỗ, thậm chí doanh nghiệp sẽ không có hàng giao cho đối tác, gây mất uy tín đối với thương hiệu gạo Việt Nam. Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế được dự đoán là còn nhiều khó khăn, tâm lý khách hàng thay đổi theo bài viết trên báo Lao động, việc làm mới sản phẩm du lịch cũng tạo sự khác biệt, được đánh giá là hướng đi bắt buộc để các doanh nghiệp trụ vững và phát triển trong năm 2024 các chuyên gia nhận định năm 2024 ngành du lịch Việt Nam hoàn toàn có thể đón 14 đến 15 triệu lượt khách nếu không có vấn đề bất ngờ phát sinh. Bên cạnh đó chỉ tiêu về doanh thu là chỉ tiêu được các doanh nghiệp kỳ vọng có sự tăng trưởng mạnh nhất với 92,9% doanh nghiệp kỳ vọng chỉ tiêu này sẽ tăng trong năm 2024. Theo sau đó là lợi nhuận và lượt khách với 85,7% theo phản ánh trên báo Sài Gòn Giải Phóng, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đến cuối năm 2023, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, 9 điểm đen vừa được xóa khỏi danh sách các điểm đen tai nạn ùn tắc giao thông, giúp cho người dân đi lại thông thoáng và thuận tiện. Theo nhiều chuyên gia giao thông cũng như là các nhà quản lý công tác xử lý, kiểm soát các điểm nóng giao thông nói riêng và công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố nói chung không thể tách rời với việc lập lại trật tự kỷ cương đường phố, đồng thời cần tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, bảo đảm khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông hiện hữu, nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải hành khách công cộng. Mỗi năm có hàng nghìn ca bệnh khó ở các địa phương được cứu chữa kịp thời nhờ khám chữa bệnh từ xa. Theo bài viết trên báo Thời Nay, được triển khai từ năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đến nay, khám chữa bệnh từ xa đã trở thành hoạt động thương quy, mang lại hiệu quả to lớn cho cả cơ sở y tế tuyến trên và tuyến dưới. Hiện đã có hơn 150 bệnh viện tuyến ở nhiều tỉnh đăng ký tham gia hội trần và đào tạo trực tuyến với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Từ năm 2020, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã khám chữa bệnh từ xa cho gần 2.500 ca bệnh. Đây là những ca bệnh nặng và khó, vượt quá khả năng chuyên môn của các bác sĩ tuyến dưới, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Nếu chuyển tuyến thì khả năng cứu sống sẽ là rất khó. Báo Giáo dục và Thời đại cung cấp thông tin khảo sát của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố, các ngành nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ sản xuất và chế biến, kinh doanh và quản lý, sức khỏe vẫn được ưu tiên tuyển dụng trong 3 năm tới, tức là từ năm 2023 đến năm 2025 tại các doanh nghiệp ở Đông Nam Bộ, trung tâm kinh tế lớn của cả nước một số ý kiến cho rằng để tránh tình trạng sinh viên tốt nghiệp nhưng không sử dụng được nhà nước cần làm cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo đại học để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển đất nước đồng thời kiến nghị các tỉnh thành vùng đông nam bộ nghiên cứu sâu cho từng địa phương nhằm dự báo và có kế hoạch đáp ứng nhu cầu tuyển dụng các lĩnh vực Thưa quý vị, năm 2023, xuất khẩu nông lâm thủy sản một lần nữa ghi dấu ấn đậm nét trong bức tranh chung của toàn ngành nông nghiệp Việt Nam, dự kiến đạt hơn 53 tỷ đô la Mỹ. Bài viết trên báo Nhân dân phân tích, trong bối cảnh mới hiện nay với những biến động của thị trường thế giới, biến chuyển của thị hiếu tiêu dùng cộng với biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, khó lường, thành quả này cho thấy nền nông nghiệp Việt Nam đang có sự chuyển hướng mạnh mẽ từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế chinh phục người tiêu dùng trên toàn cầu. Báo Đại đoàn kết dẫn số liệu từ Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh. Năm 2023, Việt Nam có gần 160.000 doanh nghiệp mới, tăng 7,2% so với năm 2022. Đây là lần đầu tiên số doanh nghiệp thành lập mới trong năm chạm mức kỷ lục với gần 160.000 doanh nghiệp, gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2017-2022 và tăng 4,6% so với ước thực hiện cả năm 2023. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2023 đạt 58.412 doanh nghiệp, qua đó góp phần đưa số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tiếp tục ở mốc trên 200.000 doanh nghiệp, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022 và gấp 1,3 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong năm qua.